Theo số liệu thống kê năm 2012, Việt Nam có diện tích đất liền khoảng 331.698 km2. Nếu trái đất là một trái cam tròn cỡ này, thì Việt Nam chỉ là một hạt cam nhỏ xíu như vậy trong trái cam đó. Nhưng cách đây hơn nửa thế kỷ, vào thời khắc lịch sử ngày 7 tháng 5 năm 1954, quốc gia nhỏ bé hình chữ S này đã khiến cả thế giới phải chú ý. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Đó chính là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của Việt Nam trước hai đế quốc Pháp và Mỹ. Trên phương diện quốc tế, chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã cổ vũ đồng loạt cho 17 nước châu Phi thuộc địa của Pháp nổi dậy giành lại độc lập. Cũng là lần đầu tiên một nước thuộc địa đại thắng bằng quân sự trước các nước đế quốc thực dân, và là yếu tố dẫn đến sự kết thúc của chủ nghĩa thực dân kiểu cổ điển đã tồn tại hơn 400 năm trên thế giới. Đó chỉ là một phần của câu chuyện về lịch sử Việt Nam. Vậy, có bao giờ bạn tự hỏi vì sao Việt Nam lại được hình dạng chữ S như bây giờ? Để giữ được hình chữ S đó, chúng ta đã trải qua những gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu điều này nhé! Khởi thủy. Từ Văn Lang đến hết Âu Lạc của thuộc phán An Dương Vương, Việt Nam chuyển qua giai đoạn chìm đắm trong 1.000 năm Bắc thuộc. Mãi đến khi Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán, lập ra nhà Ngô mới mở ra một thời kỳ độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc Việt Nam. Qua những triều đại độc lập đầu tiên, đến triều nhà Lý, năm 1010, Lý Công Uẩn lên ngôi. Khi đó, diện tích lãnh thổ của nước ta bao gồm vùng đồng bằng Bắc Bộ và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Diện tích lãnh thổ lúc này cũng tương đương với nước Văn Lang khoảng 5-500 trước công nguyên. Từ đây về sau, lãnh thổ Việt Nam mới dần được mở rộng. Bây giờ, chúng ta cùng tạm chia nó theo 5 vùng địa lý liên quan để dễ dàng tìm hiểu. Tây Bắc, miền Trung, Nam Bộ, Hoàng Sa, Trường Sa, Tây Nguyên. Tây Bắc. Năm 1014, một vương quốc cổ là Đại Lý, phái tướng quân tên Đoàn Kính Chí đem quân sang chiếm tỉnh Tuyên Quang của Việt Nam. Nhà Lý đã đánh trả và nước Đại Lý đại bại. Nhân đó, vua Lý sáp nhập luôn các vùng đất của nước này vào nước ta mà hiện tại là Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái qua các năm 1014 và 1159. Các tỉnh Tây Bắc kế tiếp như Sơn La là đất của tộc người Thái, tiểu vương quốc Bồn Mang cũng được vua Lý thu phục. Còn lại, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, chúng được trao cho lãnh thổ Việt Nam sau Hiệp ước Pháp Thanh năm 1887, khi Pháp sang xâm lược Việt Nam và có tranh chấp với Trung Quốc. Miền Trung. Các tỉnh duyên hải miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận ngày nay đều là đất của vương quốc Champa khi xưa. Từ năm 1069 đến năm 1693, các triều vua và chúa Việt Nam đã tiến chiếm toàn bộ lãnh thổ nước Champa. Chỉ ngoại trừ một lần duy nhất vào năm 1306, vua Cham đã dâng hai châu Ô, Lý, tức là đất Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, cho vua Trần làm sính lễ để hỏi cưới Huyền Trân công chúa. Còn lại, tất cả những vùng đất khác đều được sáp nhập qua các lần giao tranh. Nam Bộ. Chú ý, có một sự kiện vào năm 1558, một danh tướng tên là Nguyễn Hoàng dưới thời Lê Mạc phân tranh vì sợ thế lực của chú Trịnh Kiểm sát hại nên đã theo đường biển từ Thanh Hóa vào trấn giữ đất Thuận Hóa, tức Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ngày nay. Từ đây, ông trở thành người tiên phong và tạo tiền đề cho Việt Nam tiến mở rộng bờ cõi chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam về sau, qua 9 đời chúa Nguyễn và 13 đời vua Nguyễn. Theo đó, toàn bộ vùng đất từ Phú Yên đến cực Nam Cà Mau bây giờ đều là công sáp nhập của các vua chúa nhà Nguyễn. Tiếp theo, đất Nam Bộ bây giờ trước kia thuộc chủ quyền nước Campuchia. Từ năm 1708 đến năm 1757, các chúa Nguyễn đã cho sáp nhập toàn vùng đất này vào lãnh thổ Việt Nam với những lý do khác nhau như chủ động tiến chiếm Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, được đền ơn khi giúp đỡ quân sự cho nội bộ Campuchia để vua Campuchia được lên ngôi là An Giang, Đồng Tháp. Người Hoa từ Trung Quốc di trú sang Campuchia lấy đất khai khẩn và dâng đất đó cho chúa Nguyễn để được chúa bảo hộ là Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Tiền Giang.
người Việt di trú từ miền Trung vào Campuchia sinh sống làm ăn. Sau đó, chú Nguyễn từ từ lấy đất đó sáp nhập vào lãnh thổ là Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Sài Gòn, Biên Hòa, Vũng Tàu. Toàn vùng đất Nam Bộ chúng ta có được là nhờ vậy. Hoàng Sa, Trường Sa. Năm 1816, vua Nguyễn Ánh cho chính thức cắm cờ xác lập chủ quyền, quản lý hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trước đó từ lâu, khoảng 200 năm, các chú Nguyễn cũng đã lập đội Hoàng Sa hàng năm ra các đảo tìm kiếm sản vật. Ngày nay, theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982, Việt Nam hoàn toàn có thể khẳng định chủ quyền tại các quần đảo này. Tây Nguyên. Năm 1830 đến năm 1834, vua Minh Mạng cho sáp nhập vùng Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng của các bộ tộc người thiểu số đang tự trị ở đây và bản đồ nước ta. Tới đây, quá trình dựng nước về mặt lãnh thổ xem như hoàn thiện. Chúng ta đã có được một chữ S hoàn chỉnh. Nhưng để giữ vững và bảo vệ toàn vẹn chữ S đó lại là một câu chuyện rất khác. Chiến tranh. Bắt đầu từ Âu Lạc đến nay, Việt Nam có khoảng hơn 2.269 năm lịch sử. Tuy với bề dày lịch sử như thế, nhưng có lẽ hiếm có quốc gia nào như Việt Nam để giữ được độc lập và chủ quyền đã phải trải qua nhiều gian khổ trước những đế quốc to lớn hơn mình. Chúng ta hãy thử làm một phép tính. Với 4 lần bắc thuộc Trung Quốc, lần 1, 246 năm, lần 2, 501 năm, lần 3, 336 năm, lần 4, Giặc Minh xâm lăng 13 năm. Tổng cộng 1.096 năm bị Trung Quốc đô hộ. Nội chiến phân tranh Lê Mạc và Trịnh Nguyễn 261 năm. Đế quốc xâm lược Pháp thuộc 82 năm, Nhật thuộc 5 năm, chống Pháp 9 năm, chống Mỹ 21 năm. Tổng cộng 117 năm. Lấy tổng số 2.269 năm lịch sử của Việt Nam, trừ đi cho tổng thời gian bị các nước Trung Quốc và đế quốc đô hộ xâm lược lẫn thời gian từ nội chiến phân tranh trong nước, tổng cộng Việt Nam có hơn 1.474 năm bị dày vò bởi chiến tranh và loạn lạc, chỉ còn lại 795 năm hòa bình, một con số đáng phải suy ngẫm, khi mà số năm chiến tranh và bị xâm lược còn lớn hơn cả số năm độc lập và hòa bình. Dành cho Việt Nam hôm nay. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, lãnh thổ Việt Nam được hoàn toàn thống nhất. Non sông Việt Nam nối liền một dải từ Bắc chí Nam, có hình dạng giống như một chữ S, rộng hai đầu Nam Bắc, dài và hẹp ở miền Trung, phía Bắc giáp Trung Quốc, Tây giáp Lào và Campuchia, Đông và Nam giáp Biển Đông. Vị trí trên thế giới thuộc về phía Đông Nam châu Á. Đến đây ta thấy, chỉ là một đất nước nhỏ bé với diện tích khiêm tốn, nhưng để hình dạng chữ S nhỏ bé đó được ghi danh trên bản đồ thế giới như hôm nay, thì đó lại là cả một quá trình vô cùng gian nan và vất vả. Ngày nay, dù chiến tranh đã đi qua, nhưng khi nhắc về Việt Nam, người ta vẫn thường nghĩ về hình ảnh của một đất nước bị chiến tranh tàn phá. Thiết nghĩ, để có được hình ảnh về một Việt Nam ngày mai mới mẻ hơn và tốt đẹp hơn, điều đó chỉ có thể được tạo nên bởi chính cố gắng của chúng ta ngày hôm nay. Bởi Việt Nam không chỉ có chiến tranh. Sài Gòn đường đông người ghé, nhộn nhịp người đi và xe, lòng vòng bàn chân mày mê thấy, nhẹ nhàng tâm hồn mình. Từ sớm tôi yêu Sài Gòn, nhắm mắt tôi yêu Sài Gòn, muốn giang tay ôm Sài Gòn, ôm vào lòng. Tôi muốn hát lên tên Sài Gòn, tôi muốn lắng nghe đêm Sài Gòn, tôi muốn nói I am Sài Gòn, you Sài Gòn, we Sài Gòn.